Xin chào quý vị, ở từng giải đấu khác nhau luôn luôn sẽ có được những đội bóng được đánh giá là có những phong độ ổn định đã trải qua trong dòng chảy lịch sử của các giải đấu đó. Vòng thi đấu thứ 3, mưa một cái duyên, một định mệnh đã giúp cho 247 ở trong trận đấu ngày hôm nay sẽ đối đầu với đội bóng Bin FC. Và hiệp đấu đầu tiên thì đội bóng 247 sẽ là đội bóng giao bóng trước. Và tiếng còi của trọng tài đã cất lên hiệp đấu đầu tiên của đội bóng 247 và đội bóng FC Bin trong khuôn khổ Chelsea S5 đã chính thức được bắt đầu. Cú đá đầu tiên khá nguy hiểm. Bàn thắng đầu tiên ở trong tình huống lên bóng đầu tiên trong trận đấu này dành cho đội bóng 247. Một pha bóng và thủ thành của đội bóng FC Bin khi mà chưa đã kịp thời định hình để có thể làm tốt trong khung gỗ của đội bóng FC Bin thì thủ thành này đã nhận về bàn thua đầu tiên. Mọi thứ xuất phát từ đường chuyền của Phương Sói dành cho Duy Lê. Cú đá tốt ở một cự ly trung bình và cầu thủ của đội bóng FC Bin đã có một tình huống phá bóng. Và như vậy thì cao trào đã được mở ra với cú phá bóng đẹp của Dũng Em. Duy Lê đã dẫn thêm 2 nhịp trước khi tung ra một cú dứt điểm. Cú dứt điểm của Duy Lê được cộng hưởng bởi sự may mắn để đem về bàn thắng nâng tỷ số ở trong trận đấu này lên thành 1-0. Lưu Văn Hương, Sĩ Linh không được. Chế sắc hơn là một tình huống sửa lòng tới từ Huy Tiến. Tới từ Lưu Văn Hương và đã không thể thành công. Tiếp tục là Lưu Văn Hương. Đường chuyền không được. Khá nguy hiểm và bất ngờ tỷ số đã được cân bằng ngay lập tức dành cho đội bóng FC Bin. Những phút đấu vừa qua và những trận đấu ở trong thời điểm hiện tại đang là dấu ấn của những sai lầm. Dấu ấn của những sai lầm và nó đã dẫn tới được hai bàn thắng dành cho cả hai đội vào thời điểm này. Bàn thắng có thể được đánh giá và được định danh dành cho Lưu Văn Hương với tình huống mà Mai Văn Hùng đã mắc một sai lầm. Một sai lầm mà có lẽ đối với cá nhân của Mai Văn Hùng và đối với khả năng của thủ thành này, nó không phải là một pha bóng dành cho những người lạc quan nhất lại nghĩ tới đây là một bàn thắng dành cho đội bóng SCB đâu. Và cuối cùng thì bàn thắng và bóng cũng đã đi vào lưới của đội bóng 247. Hà Quang Long đã phán đoán được tình hình. Vĩ Duy dứt điểm không vào. Cú dứt điểm bóng đưa ở đây tốt tới từ Duy Lê. Viết Duy đưa bóng vào, chính xác hơn là một cú dứt điểm. Vĩ Duy bóng được đưa xuống đáy biên, dứt điểm. Khá bất ngờ với cú dứt điểm ở một góc hẹp tới từ Duy Bều. Được truyền nhanh, Nhớ Duy quyết định dứt điểm. Khá khó chịu, nguy hiểm, coi không vào. Một pha bóng mà Tố Say đã bất ngờ có một tình huống xử lý chủ quan. Ở thời điểm này gặp phải một tinh thần đánh đầu. Sau đó là một tình huống giả xếp đá biên mang tính chất bất ngờ. Đức Mị phối hợp đối với Vĩ Duy đưa bóng vào. Quý Dương đã chơi tập trung. Đội bóng FC Bin và người thực hiện sẽ là Sĩ Linh. Đưa bóng vào, đánh đầu. Một pha bóng sở trường của đội bóng FC Bin trong những tình huống đá phạt góc. Tiếp tục là một đường bóng dài nữa, đánh đầu. Và lắc đầu trong tư thế có phần bị động của Dũng Em. Đó là Lê Tiến Duy và Mỹ Duy Đức. Mỹ Duy Đức quyết định dứt điểm từ khá xa. Bóng đi đúng với mục tiêu khung thành của đội bóng FC Bin. Như vậy thì chúng ta cùng quay trở lại đối với hiệp đấu thứ hai để cùng nhau chứng kiến một 3 phút thi đấu nữa dành cho đội bóng 247 và các cầu thủ FC Bin. Cả hai đội bóng đều phải có phần thực sự dứt khoát. Thì đây là một cơ hội. Hải Say dứt điểm, bóng đi ra ngoài. Bóng đi ra ngoài với cú chạm bóng cuối cùng của Dũng Em. Cú sút xa của Lưu Văn Hương, bóng không thể vượt qua được hàng rào chắn. Nguy hiểm, Đỗ Nam, cú 2-1 dành cho đội bóng 247. Nguyễn Đỗ Nam là người đã được tung vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai, ngay ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai và ngay từ những nhịp chạm bóng đầu tiên của cầu thủ này, Nguyễn Đỗ Nam đã đem về bàn thắng vươn lên dẫn trước dành cho đội bóng 247. Một tình huống mà hàng phòng ngự của đội bóng FC Bin đã không đủ nhân sự để có thể kiểm soát được tình hình trong tình huống phản công này. Một pha bóng mà 247 đã lấy bóng tốt ở tuyến giữa sân và Đỗ Nam đã có một quãng gia tăng tốc độ ở một cự ly trung bình để có thể vượt qua được Tố Say. Và cú dứt điểm lạnh lùng, nhẹ nhàng và đã khiến cho thủ thành Quý Dương tiếp tục phải phá lưới nhặt bóng ở trong bàn thua này. 2-1 dành cho đội bóng 247. Có không gian để nghĩ tới một pha sút xa. Lưu Văn Hương. Lưu Văn Hương khá nguy hiểm.
Đưa bóng vào của Trương Béo, đánh đâu. Lại thêm một tình huống nữa, Lưu Văn Hương bỏ lại mọi thứ phía sau trong tình huống bật cao của mình. Đồng đội hơn, đoàn kết hơn. Nguyễn Đỗ Nam dứt điểm, khá nguy hiểm. Không có cú sút bồi tới từ cầu thủ của đội bóng 247. Được rút sang nghỉ là Dũng Em. Dứt điểm, khá nguy hiểm. Hai đội bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay, trong cặp đấu này vẫn chưa tạo ra những mảng biếng tấn công với sự lập trình tốt nhất. Chém bóng khá nguy hiểm. Tình huống chém bóng vừa rồi thuộc về Đức Mỹ. Đưa bóng vào. Lần này là tình huống lao ra và làm chủ được vùng cấm địa tốt tới từ Mai Văn Hùng. Và xử lý bóng tốt, đưa bóng vào. Mai Văn Hùng đã ôm trọn trịa được trái bóng vào lòng. Một thế trận bế tắc của đội bóng mình. Nguy hiểm, đánh đâu, không vào. Nguy hiểm, thời cơ dành cho Ngọc Thanh, cơ hội không vào. Quả lao xa kịp thời của Quý Sương thể hóa giải mọi thứ. Nguy hiểm, đánh đâu, không có một cầu thủ nào có thể tiếp cận sau tình huống đánh đầu chiến thuật của Mai Văn Hương. Vẫn đang là đội bóng SCB, tiếp tục là Nhật Hoàng. Bóng được đưa xuống vị trí của Lưu Văn Hương, đưa bóng vào. Rất may dành cho đội bóng 247. Mai Văn Hùng đã chủ động bắt bài và quả đá phạt góc dành cho đội bóng gặp cầu được. Có người không có tình huống dứt điểm cuối cùng. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã cất lên để có thể khép lại 60 phút thi đấu ở trong cặp đấu cuối cùng ở buổi chiều ngày hôm nay trong vòng đấu thứ 3 giữa 247 và đội bóng SCB.